Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Phamotidin được sản xuất tại F.T. Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Famotidine cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Famotidine Famotidine 40mg Dạng bào chế Viên nén Loét dạ dày tá tràng là bệnh gì? Loét dạ dày tá tràng là tình trạng niêm mạc dạ dày tá tràng bị khuyết do sự tấn công hiệp đồng chất axit và pepsin phá vỡ lớp hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày và tá tràng gây loét dạ dày tá tràng. công dụng và chỉ định của famotidin thuốc famotidin được chỉ định dùng trong các trường hợp sau trị loét dạ dày tá tràng trị hội chứng zollinger ellison trị viêm thực quản do hồi lưu cách dùng và liều dùng của famotidin cách dùng thuốc dùng đường uống liều dùng người lớn uống một viên đến lần đến ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc chống chỉ định của famotidin người quá mẫn với thành phần của thuốc lưu ý khi sử dụng famotidin trước khi điều trị cần làm xét nghiệm cho bệnh nhân để loại trừ khả năng bị bệnh ác tính thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân bị suy thận gan nặng cần giảm liều ở đối tượng này Thận trọng khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Cân nhắc khi dùng cho phụ nữ mang thai. Ngừng cho con bú khi sử dụng thuốc. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Không ảnh hưởng. Tác dụng phụ của famotidine. Hệ tiêu hóa, táo bón, tiêu chảy, nôn, nôn nao, ăn không ngon, đầy bụng, ở hơi, khô miệng giảm bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu, cường cảm. rối loạn hoạt động của gan Ngưng thuốc nếu xuất hiện tăng cảm, giảm huyết cầu toàn thể, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác Thức ăn và thuốc kháng axit, thức ăn làm tăng nhẹ và thuốc kháng axit làm giảm nhẹ sinh khả dụng của famotidine, nhưng các tác dụng này không ảnh hưởng quan trọng đến tác dụng lâm sàng. Phamotidin còn có thể phối hợp thuốc kháng axit Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Phamotidin, đồng thời biết cách sử dụng Phamotidin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham